Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn chủ đề đó là Chúa muốn đem nhiều con tới sự vinh hiển. Trong Hebrews 2 câu số 10, đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển thì đã khiến đấng làm cội rễ của sự cứu rỗi của những con ấy nhờ sự đau đớn mà nên chọn lành là phải lắm. Và trong cái đoạn này chúng ta thấy rằng cái câu kinh thánh này chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Cha Ngài muốn đem nhiều con tới sự vinh hiển. Đó là lý do tại sao mà Ngài khiến Chúa Giêsu phải chịu khổ, phải chịu đau đớn mà nên chọn lành là đúng lắm, để vì sự đau đớn của Chúa Giêsu mà được nên làm nên chọn lành thì khiến cho chúng ta là những con cái cũng được vào trong cái sự vinh hiển, nhận cái sự vinh hiển của Ngài qua cái sự hy sinh, qua những cái sự chịu khổ, sự đau đớn của Chúa Giêsu của chúng ta. Và chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu của chúng ta là đấng trọn lành, là đấng đã trọn vẹn rồi. Ngài chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Về 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 tâm linh thì Ngài chính là Chúa, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài là con một của Đức Chúa Trời. Nhưng về dòng dõi thuộc thể của Ngài thì Ngài từ ra từ Mary, và chúng ta biết rằng là dòng dõi của Mary thì có những người rất là nhiều những cái người khác nhau, và họ là con người cho nên rằng đã sinh ra từ cái dòng dõi tội lỗi. Và Ngài khi mà Ngài ở trong thể xác của một con người thì Ngài cũng phải chịu thử thách qua tất cả những cái sự thử rèn, những cái sự chịu khổ, những cái sự đau đớn đó để được làm nên trọn vẹn, để được làm nên phù hợp với mục đích của Đức Chúa Trời. Bởi vì cái từ trọn vẹn này có nghĩa là để phù hợp với lại một mục đích của Đức Chúa Trời. Từ này được xuất phát từ một từ Hy Lạp, đó là teleos, có nghĩa là Chúa Giêsu Ngài cần phải làm phù hợp với một cái mục đích mà Ngài đã được nhận, Ngài đã được trao phó để Ngài vào thế gian. Và vì cái mục đích đó là vì chính chúng ta thôi, vì chính chúng ta thì Ngài cũng cần phải được làm nên trọn vẹn, làm cho phù hợp. Cho nên rằng là Chúa Giêsu Ngài cũng đã chịu đau đớn để chúng ta để đem chúng ta nhiều con cái của Ngài vào sự vinh hiển. Vậy thì ở đây có một cái điều dạy dỗ ở trên đời sống của tôi với quý vị, đó là Chúa cũng sẽ đem chúng ta là những con cái của Ngài vào những cái sự chịu khổ, vào những cái sự đau đớn, vào những cái thử thách khác nhau, để hầu cho chúng ta cũng giống như Chúa Giêsu, qua những cái sự đau đớn đó mà chúng ta sẽ được làm nên trọn vẹn, chúng ta sẽ trở nên là giống như là vàng được tinh sạch, giống như trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 7 nói rằng là những cái sự thử thách á, những cái sự hoạn nạn, những sự thử thách đến với chúng ta là nó sẽ khiến cho chúng ta giống như vàng, nó sẽ đem chúng ta tới sự vinh hiển, đem chúng ta tới sự tôn trọng và tới sự ngợi khen. Cho nên là Chúa Giêsu Ngài, Ngài đã cũng phải đi phải phải chịu khổ, Ngài cũng phải chịu khổ. Ở trong Hebrew cũng Phi-e-rơ Hebrew đoạn 5 câu 8 và thì cũng nói rằng là dù Ngài là con cũng học tập để vâng lời trong những sự chịu khổ mà Ngài đã chịu, mà mình đã chịu. Và ở trong Phi-e-rơ cũng nói cho chúng ta biết rằng Ngài đã chịu khổ vì chúng ta, hầu cho chúng ta, để lại cho chúng ta một tấm gương, hầu cho chúng ta có thể noi theo dấu chân Ngài. Vậy thì cái việc mà cơ đốc nhân khi mà chúng ta phải chịu khổ, khi mà chúng ta bị thử rèn thì chúng ta biết rằng là những cái sự thử rèn đó để lấy đi tất cả khỏi chúng ta những cái điều ác. Kinh thánh lời của Chúa nói ở trong châm ngôn rằng là hãy lấy cứt khỏi bạc, có nghĩa là lấy những cái ô uế hay là đất đó khỏi bạc thì thợ bạc bèn được khi một khí dụng. Và chính vì điều đó cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta là đứng là người thợ hoàn kim, Ngài sẽ lấy đi những cái gì ô uế trong đời sống của chúng ta. Kinh thánh nói chúng ta là gì, là dòng lòng của loài người thì dối trá và gian ác hơn mọi vật, ai biết được, bởi vì tất cả chúng ta đều được sinh ra từ dòng dõi của Adam và dòng dõi này là dòng dõi phạm tội, cho nên rằng là tất cả được hoài thai ở trong tội lỗi. Cho đến khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì cái bản chất tội lỗi đó nó không phải một tự nhiên tin Chúa Giêsu là nó biến mất, cái bản chất cũ nó vẫn còn, và chúng ta
phải mỗi một ngày để chiến đấu với nó, để đóng đinh xác thịt, để đóng đinh những cái bản chất cũ đó, bởi vì linh hồn của con người là luôn 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 hướng về điều ác, cho đến khi chúng ta gặp Chúa là nó luôn luôn có xu hướng hướng về điều ác. Nhưng mà con người tâm linh của chúng ta đã được Đức Chúa Trời ngự vào, đã được Chúa Giêsu này ngự vào, chúng ta đã được sống lại, thì chúng ta mỗi ngày tranh chiến với lại cái con người xác thịt, chúng ta không sống chiều theo xác thịt, nhưng mà Đức Chúa Trời ngài sẽ dùng những cái sự thử rèn, những cái sự chịu khổ, những cái sự đau đớn đôi khi để lấy đi tất cả những cái ô uế, những cái rác rến đã đó ra khỏi chúng ta, để khiến cho chúng ta phải từ bỏ những những cái công việc của xác thịt, để chúng ta từ bỏ những cái tội lỗi mà chúng ta thường chiều theo đó, và Chúa sẽ khiến cho tâm linh chúng ta mạnh mẽ để chúng ta từng ngày chúng ta đắc thắng, chúng ta đắc thắng. Và phải có sự thử thách, phải có sự rèn luyện, phải có sự chịu khổ thì chúng ta mới được nên trọn vẹn, thì chúng ta mới được vinh hiển. Bởi vì ở trong thực ra cái việc này ở trong cả Kinh Thánh, sứ đồ Phaolô đều nói về điều này, cho nên là cái sứ điệp của sự tin lành thịnh vượng á, có nghĩa là bạn bạn chịu khổ là có nghĩa là bạn đang phạm tội với Chúa, hay là bạn đang sai rồi, bạn đang đi sai đường lối của Chúa. Đấy là một cái giáo lý của Satan, đó là một cái sự chết người, bởi vì là Chúa Giêsu cũng phải chịu khổ để cho chúng ta để cho chúng ta được hưởng những cái điều đó, được hưởng những cái ân điển, những cái sự cứu chuộc của ngài, được hưởng tất cả mọi thứ ở trong ngài, được hưởng sự vinh hiển mà Kinh Thánh nói rằng vì ngài muốn đem chúng ta đến sự vinh hiển. Thế cho nên rằng cái việc chịu khổ đó, đó là Đức Chúa Trời ngài cho phép nó xảy ra trên đời sống của chúng ta, cho phép những sự thử thách ở trên đời sống của chúng ta, để hầu cho chúng ta thì cũng được hưởng vinh hiển với ngài. Ở trong Roma đoạn 8 câu số 17 thì nói rằng là lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta chịu đau đớn với ngài, hầu cho chúng ta cũng được vinh hiển. Đau đớn hay là suffering là chịu khổ, nếu như chúng ta chịu khổ với ngài thì chúng ta cũng sẽ được vinh hiển. Có một cái sự khác biệt mà chúng ta phải phân biệt giữa việc đó là khi chúng ta phạm tội, chúng ta bị đoán phạt, và cái sự thử thách của Đức Chúa Trời đến và sự chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nó khác nhau rất là lớn. Con cái Chúa chúng ta nhiều khi mà những người cơ đốc nhân mới không hiểu được cái điều này, những người mà còn non trẻ không hiểu được điều này, đôi khi nghĩ rằng là là gì, là tại sao tôi lại sống mà yêu kính Chúa mà tôi lại vẫn phải chịu khổ. Vì họ không hiểu được cái mục đích của cái sự chịu khổ, là Kinh Thánh nói rằng là gì ạ, chúng ta chịu khổ thì chúng ta sẽ được vinh hiển với ngài. Sứ đồ Phaolô cũng như vậy, trong tất cả các sách ở trong Tân Ước chúng ta thấy nhắc đến cái chủ đề về sự chịu khổ này rất nhiều, về sự chịu khổ này rất nhiều. Sứ đồ Phaolô cũng phải chịu khổ rất nhiều về tin lành. Và khi mà chúng ta chịu khổ vì cớ Chúa, vì cớ Đức Chúa Trời ngài muốn dạy dỗ chúng ta, để chúng ta qua đó ngài thanh tẩy chúng ta, ngài luyện lọc chúng ta, để lấy đi khỏi tất cả những cái điều ác khỏi chúng ta, để khiến cho chúng ta dự phần trong bản tánh của Đức Chúa Trời, thì điều đó là theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nếu như chúng ta đi ở trong cái con đường tin kính. Thế còn nếu như chúng ta phạm tội thì cái điều này nó lại khác nữa, nó là gì ạ, nó là hậu quả của tội lỗi, thế sẽ sinh ra sự đoán phạt thôi. Gieo gì thì gặt đấy, cái đó là khác nữa. Nếu như chúng ta ở trong tội lỗi, chúng ta cần phải ăn năn. Còn nếu như chúng ta đang bước đi trong sự kính sợ Chúa, mà chúng ta phải chịu khổ, mà chúng ta phải chịu đau đớn, mà chúng ta phải bị Đức Chúa Trời rèn thử, thì chúng ta hãy xin Chúa thêm sức cho chúng ta và lấy cái điều đó làm vui mừng. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có một mục đích cho chúng ta, đó là Ngài muốn đưa chúng ta đến sự vinh hiển. Ngài đã chịu khổ cho chúng ta, nhưng mà Ngài cũng sẽ rèn luyện chúng ta qua cái sự chịu khổ. Giống như trong câu Kinh Thánh này, chúng ta muốn là người kế tự của Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ chăng? Thì chúng ta cần phải gì à? Chịu đau đớn với Ngài, chịu khổ với Ngài. Thì là chịu khổ trong cái sự bắt bớ về tin lành. Đôi khi chúng ta không được làm những điều chúng ta mong muốn, xác thì chúng ta ưa muốn chúng ta không được làm. Rồi chịu khổ khi mà chúng ta bị người ta sỉ nhục, đó là những sự chịu khổ. Nhưng mà chịu khổ thì sao ạ? Nếu mà muốn được kế tự với Đấng Christ, xin lỗi, muốn được kế tự của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Đấng Christ của chúng ta, thì chúng ta cần phải
qua những cái sự rèn thử của Đức Chúa Trời, qua những sự đau đớn, những sự khổ đó thì chúng ta mới được vinh hiển, đúng không ạ? Cho nên rằng là cái điều này là một cái điều hết sức là dễ hiểu ở trong trong lời của Đức Chúa Trời. Cho nên rằng xin Chúa ngài khích lệ tôi và quý vị, nếu quý vị đang ở trong cái sự rèn thử nào đó của Chúa, đang ở trong cái sự chịu khổ nào đó, thì quý vị hãy nhớ rằng là lời của Chúa ở trong Hebrew nói rằng là gì ạ? Chúa Giêsu cũng đã phải chịu khổ, cũng đã phải chịu đau đớn, cũng đã phải chịu khổ để nên trọn lành, vì ngài muốn đem chúng ta tới sự vinh hiển. Thì chúng ta cũng cần cũng cũng phải trải qua những cái sự đau đớn, những cái sự chịu khổ, những cái sự rèn luyện của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta, hầu cho lấy đi khỏi những đời sống của chúng ta những cái rác rến, những cái sự ô uế và những cái ý riêng, những cái công việc của xác thịt, khiến cho chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời hoàn toàn. Và khi mà chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời hoàn toàn thì cái sự vinh hiển nó sẽ đến trên đời sống của chúng ta, và chúng ta cũng sẽ được vinh hiển với ngài. Khi mà ngài hiện đến, chúng ta cũng sẽ được vinh hiển với ngài. Còn nếu những người mà không để Đức Chúa Trời ngài hành động, họ sống chiều theo xác thịt, chiều theo dục vọng, chiều theo tội lỗi, họ không vâng lời, Chúa không thể rèn thử được họ, thì họ cũng sẽ không có được vinh hiển. Quý vị ơi, không chỉ có những chỉ có những cái người con trưởng thành, chỉ có những cái người con của sự vâng lời thì sao ạ? Thì mới được Đức Chúa Trời ngài ban cho cái sự vinh hiển. Thế còn chúng ta chỉ ăn sữa mãi, chúng ta không chịu bỏ qua những cái công việc của xác thịt, chúng ta không chịu đầu phục Đức Chúa Trời, không chịu đóng đinh, không chịu từ bỏ những cái công việc của xác thịt, thì chúng ta sẽ không lớn được, thì chúng ta sẽ không thể dự phần trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được, thì chúng ta cũng sẽ không hiểu biết Đức Chúa Trời, và ngài không thể giao vương quốc của ngài cho những người con trẻ được, nhưng mà những người thành nhân, những người cha, những người mẹ thuộc linh, những người mà chịu tăng trưởng ở trong Chúa, chịu để ngài rèn thử, giống như là các sứ đồ, giống như chính Chúa Giêsu và các sứ đồ. Cho nên rằng chúng ta cần phải đầu phục Đức Chúa Trời trong sự rèn luyện của ngài. Nếu như ngài mang đến sự rèn luyện, mang đến sự đau đớn, sự chịu khổ, thì chúng ta chỉ còn một cách, đó là gì ạ? Chúng ta đến với ngài và kêu cầu ngài thôi, nhịn nhục cầu nguyện với ngài, xin ngài giúp đỡ cho chúng ta và ban cho chúng ta thêm đức tin, ban cho chúng ta sự hy vọng về về khi về việc là Đức Chúa Trời ngài sẽ giải phóng chúng ta khỏi những cái điều đó, để khiến cho chúng ta trở nên thanh sạch hơn, trở nên trọn vẹn hơn và phù hợp để làm cái công việc của Đức Chúa Trời, phù hợp cho mục đích của ngài, để hầu cho qua những điều đó chúng ta sẽ được vinh hiển, chúng ta sẽ được vinh hiển, chúng ta sẽ được vinh hiển ngay ở trên đất này. Chúa sẽ ban cho chúng ta, giống như Chúa Giêsu ngài cũng được vinh hiển khi ngài ở trên đất này. Ngài cũng sử dụng tay của chúng ta để làm những dấu kỳ quyền năng phép lạ, sử dụng cuộc đời của chúng ta để làm vinh hiển danh của ngài. Ngài sử dụng những cái ta lân của chúng ta, những cái ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta để làm lợi ra cho công việc của ngài. Vậy cho nên rằng là hãy hãy để cho Chúa hành động ở trên đời sống của chúng ta qua những sự rèn thử, qua những sự chịu khổ, hầu cho chúng ta cũng được hưởng vinh hiển với ngài, hầu cho chúng ta cũng được đồng cai trị với ngài. Bởi vì trong sách Timôthê, lời của Chúa cũng nói rằng là nếu chúng ta chịu khổ với ngài thì chúng ta cũng sẽ đồng cai trị với ngài. Ngôi nước là chỉ dành cho những người con trưởng thành, là những người con mà chịu khổ với Chúa, sẵn sàng đầu phục trong sự vâng lời. Ngôi vị và ngôi nước và sự cai trị thì không dành cho những người không có sự vâng lời. Cho nên rằng là chúng ta hãy hết lòng với Chúa trong những hoạn nạn, trong sự thử thách, để Chúa rèn luyện chúng ta, để hầu cho chúng ta cũng sẽ được vinh hiển với ngài. Và xin Chúa thêm sức cho quý vị trong những sự thử thách mà quý vị phải chịu đựng, và biết rằng là Đức Chúa Giêsu của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín. Ngài không hề nói dối, ngài muốn rèn luyện chúng ta để cho mục đích của ngài. Nếu như quý vị có thể nhìn thấy đời sống của tất cả các sứ đồ của Chúa đều Đức Chúa Trời rèn luyện rất kỹ càng, hay là những người thánh ở trong Cựu Ước cũng được Đức Chúa Trời ngài rèn luyện rất là nghiêm khắc. Tại sao như vậy? Bởi vì ngài yêu chúng ta, cho nên ngài rèn luyện chúng ta để hầu cho chúng ta cũng được hưởng chung vinh hiển với ngài, để ngài đem chúng ta, đem nhiều con cái của ngài cùng hưởng vinh hiển với ngài, đồng cai trị với ngài ở trong vương quốc ngàn năm, 1.000 năm bình an, cũng như là ở trong cõi đời đời. Xin Chúa ban phước cho quý vị và các bạn. Tôi xin hết.